Thưa quý vị, tối qua 4 tháng 8, Sở Y tế thành phố Cần Thơ ban hành công văn khẩn gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Ủy ban nhân dân các quận huyện để thu hồi thông báo số 3610 ngày 3 tháng 8 năm 2021 về việc tiếp nhận đăng ký tiêm vaccine ngừa COVID-19 trước đó. Việc thu hồi theo chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay của địa phương và chuẩn bị bổ sung nguồn lực đảm bảo thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đạt hiệu quả. Thưa quý vị, nhằm đảm bảo cung ứng đủ thuốc, bình ổn giá thuốc phòng chống dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, từ ngày 4 tháng 8, Thanh tra Sở Y tế tổ chức đoàn kiểm tra việc sản xuất kinh doanh thuốc đối với một số nhà thuốc, công ty dược phẩm trên địa bàn. Nhà thuốc Trung Sơn trên đường Lý Tự Trọng có số lượng hàng trăm khách hàng đến mua thuốc mỗi ngày. Khách hàng chủ yếu là mua thuốc theo đơn. Ngoài hàng trăm chủng loại thuốc được bày bán, thì trong mùa dịch này, để phục vụ kịp thời cho khách hàng, nhà thuốc luôn đảm bảo tốt nguồn hàng cung ứng, nguồn hàng dự trữ, không để khách hàng phải thiếu thuốc khi có yêu cầu. Nhà thuốc Trung Sơn để thực hiện công văn của thành phố thì chúng em cũng chuẩn bị nguồn hàng tương đối đầy đủ để phục vụ bà con và đảm bảo bình ổn giá, niêm yết giá đầy đủ để bà con phục vụ bà con trong mùa dịch này. Nếu phát hiện trường hợp nhân viên vi phạm về cái đầu cơ thuốc thì chúng tôi phải đưa ra hội đồng xử lý của công ty. Thành phố Cần Thơ có khoảng 1.000 nhà thuốc, công ty dược phẩm, cơ sở kinh doanh thuốc tập trung ở quận Ninh Kiều, Bình Thủy. Thực hiện công văn của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Thanh tra Sở Y tế thành lập đoàn kiểm tra việc kinh doanh mua bán tại các cơ sở kinh doanh thuốc, nhà thuốc trên địa bàn. Chúng tôi sẽ tổ chức đi kiểm tra một số cái hệ thống nhà thuốc lớn. Thứ nhất là xem thử có đảm bảo thuốc để phục vụ cho nhân dân không. Thứ hai là cái giá nó có đột biến không, có đầu cơ gom hàng để tạo nên cái thị trường giả để trục lợi hay không. Chúng tôi cũng thấy vừa qua thì cũng thấy là hàng hóa nó cũng tương đối cung cấp đầy đủ cho người dân. Giá cả thì cũng hợp lý, thậm chí có những mặt hàng nó cũng giảm giá so với bình thường. Nội dung kiểm tra bao gồm việc các nhà thuốc, cơ sở kinh doanh thuốc trưng bày các mặt hàng theo đúng danh mục đã đăng ký với Sở Y tế, việc niêm yết giá từng loại thuốc và thiết bị y tế, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho việc phòng chống dịch bệnh như khẩu trang, nước rửa tay, kế hoạch cung ứng các loại thuốc định kỳ, nguồn hàng tại chỗ và dự trữ. Qua kiểm tra bước đầu, đối với một số đơn vị kinh doanh thuốc có quy mô lớn như Trung Sơn, Pharma City đều chấp hành theo các quy định về kinh doanh thuốc. Công ty em là luôn đảm bảo cái giá, giữ cái giá cũ cho khách. Ở các kệ quầy là đều có giá niêm yết hết. Công ty em có nhắc nhở, hướng dẫn là phục vụ là tối đa nhu cầu của khách hàng. Với quyết tâm không để thiếu thuốc và thiết bị y tế phục vụ nhân dân trong mùa dịch bệnh, đồng thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi trục lợi, đầu cơ, tự ý nâng giá thuốc, Thanh tra Sở Y tế sẽ tiếp tục kiểm tra các nhà thuốc, cơ sở kinh doanh thuốc và công ty dược còn lại trên toàn địa bàn.